Bác sĩ ơi, niềng răng có hết móng không? Em bị móng nặng bẩm sinh thì liệu niềng răng có giúp cải thiện được tình trạng của em hay không? Phải nói đây là một cái ca khá là phổ biến mà các bác sĩ nhận được khá là nhiều những cái thắc mắc của khách hàng về tình trạng bị móng. Thì liệu niềng răng có giúp cải thiện được tình trạng này hay không? Nếu đây cũng là một vấn đề mà bạn gặp phải thì hãy cùng mình tìm hiểu xem liệu niềng răng có giúp cải thiện được tình trạng này hay không nhé. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu được là tình trạng móng trông sẽ như thế nào. Đầu tiên, nói một cách cơ bản là móng là một gương mặt không được cân đối, nhất là phần từ giữa gương mặt đổ xuống, vì phần cơ hàm dưới sẽ đưa ra ngoài khiến cho phần môi dưới và cằm sẽ nhô ra, và nhất là khi mà nhìn góc nghiêng á thì sẽ thấy gương mặt không có được hài hòa vì phần răng dưới sẽ phủ lên phần răng trên, lâu dần sẽ dẫn đến những cái khó khăn ở trong sinh hoạt hàng ngày, như là khi mình nhai á thì mình sẽ nhanh mỏi nè và đau nhức cơ hàm, và bên cạnh đó còn nảy sinh ra rất là nhiều những cái vấn đề bất tiện khác nữa. Thứ hai, về nguyên nhân gây móng có thể kể đến như là di truyền. Nếu ông bà, bố mẹ của bạn bị móm thì khả năng cao con cái sinh ra cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Răng thiếu, một số trường hợp bị thiếu răng cửa trên có thể khiến cung răng hàm dưới bị trượt ra bên ngoài. Thứ ba, thói quen của bạn cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người có thói quen đưa hàm dưới ra trước khi nhai cũng có thể gây móm. Mất răng sớm, mất răng cối sữa hàm dưới sớm sẽ khiến răng hàm dưới trượt ra trước để thực hiện chức năng nhai, cũng là một trong những nguyên nhân gây móm. Móm cũng có thể xảy ra do các nguyên nhân khác như khớp thái dương lỏng lẻo, rối loạn nội tiết và các vấn đề về cơ nữa. Nếu như bạn còn đang thắc mắc niềng răng có cải thiện được tình trạng móm hay không thì câu trả lời chính là có. Việc niềng răng sẽ giúp ích cho các bạn gặp tình trạng này. Thứ nhất, cải thiện tối đa tình trạng móm, giúp bạn có hàm răng đều, khuôn mặt hài hòa cân xứng hơn, từ đó bạn sẽ tự tin hơn trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày nha. Thứ hai, giúp ích cho chức năng nhai, khớp cắn không còn lệch cũng như việc vệ sinh răng miệng của bạn cũng trở nên dễ dàng. Thứ ba, kết quả vĩnh viễn và an toàn tuyệt đối. Nếu bạn có chế độ chăm sóc phù hợp và tuân thủ theo lời dẫn của bác sĩ thì bạn sẽ duy trì được hàm vĩnh viễn cũng như xuyên suốt quá trình niềng sẽ an toàn và đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng răng của bạn. Nếu như bạn muốn biết cụ thể hơn về tình trạng hàm bị móm hoặc là phương pháp cải thiện bằng niềng răng thì hãy đến nha khoa chồng răng Sài Gòn bạn nhé. Các bác sĩ ở đây không chỉ giải đáp các thắc mắc của bạn mà bên cạnh đó còn sẽ đề xuất những cái phương pháp niềng răng phù hợp để cho bạn có một kết quả viên mãn nhất.